Sao ân bụng hả chị? À, anh Chiến ân bụng ha, em thấy là cái bụng em ân dữ rồi đó. Trang trí nó sến còn hơn cái chữ sến nữa đó. Trang trí như vậy mà sến đó. Dạ dạ, mày nghe chưa, người đẹp mà nói câu gì là chân lý câu đó. Ai ai trang trí kiểu này? Chị Mừng đó, thấy chưa, tao hỏi chơi thôi chứ tao biết liền à. Chỉ có bà Mừng mới trang trí kiểu như vậy. Bả đâu rồi? Nó ăn ở dưới bếp á. Bả dưới bếp á. Mà dắt tao xuống dưới liền, tao góp ý bả sửa sang lại cái vụ này ngay mới được. Rồi sẵn nha, tao xuống bếp, tao kiểm tra coi mà vệ sinh an toàn thực phẩm mày phục vụ khách như thế nào. Cho mày biết, hên mà mày gặp tao với cô Đài Trang là hiền lành từ bi nhân hậu. Gặp ông Hai Hổ ha, là mày tới công chuyện với ổng, biết không? Dạ. Gặp Hai Hổ là khổ nghe cưng. Dạ. Em mời anh chị xuống kiểm tra bếp núc. Dạ mời. Đây nè, đây là nhà bếp nhà em nè. Chị Mân. Hả? Hi. Anh chị này muốn coi bếp. Đó, đây là gian bếp của nhà em. Anh chị thấy được không? Mấy cái này là làm cho khách đó hả? Đúng rồi. Nhìn thì cũng được á, ngon dở là phải ăn mới biết. Nhìn con cua là thấy ngon rồi đó. Ủa Mai, bây giờ có trọng tài rồi nè. Đại gia Sài Gòn á nha, ngó giùm cái coi phòng ốc bếp núc vậy được chưa? Phòng ốc coi rồi, nói chung sạch sẽ tươm tất. Còn chị nấu ăn á thì từ trước giờ Mừng nấu ăn là ngon nhất rồi, không có ai sánh bằng. Nhưng mà làm ăn á thì phải có chiến lược rõ ràng, chứ mấy cái này chỉ là tiểu tiết thôi. Người làm ăn nói chuyện cái nghe nó khác liền ha. À mà sẵn có nhỏ bạn làm du lịch ở Sài Gòn á, cũng là người yêu của ông này luôn á nha, cho ý kiến giùm cái coi. Mai thấy như vậy là tạm ổn rồi đó. Hy vọng là chuyến này Điền sẽ thành công ha. Anh Long. Đại gia Sài Gòn mua đất không? Chị này có miếng đất bán để đi Mỹ á, kế bên chú Hai Hổ, đất đẹp lắm, view ok nha. Mày lanh quá ha, nay mày đặt đi cò đất nữa hả? Ủa, kế bên Hai Hổ mà sao trước giờ không biết? Chủ đất bên bển bán cho ba của Đài Trang là đại gia thủy sản dưới Cà Mau á, mà tính mua mở làm gì đó, nhưng bây giờ ông quyết định ông đi Mỹ rồi. Ủa mà sao Mừng với Điền không mua mở homestay? Trời, Điền làm gì có tiền mà mua, với lại ông cũng đâu có tính về quê lập nghiệp. Ủa rồi tụi nói tới chưa sao không thấy? Còn sắp tới rồi đó. Thôi hai người đi ra ngoài ngồi chơi đi. Thôi ra. Thôi, trước ha. Có cần Mai phụ gì không? Thôi tôi làm chút là xong mà. Đi đi, đi ra ngoài ngồi chơi. Ra trước đi, nha. Đi ra ngoài ngồi chơi đi. Đi ra trước nha. Anh chị, anh chị muốn kiểm tra gì nữa không? Em dắt đi cho. Kiểm tra gì nữa? Giờ muốn nhậu à? Người đẹp, mình nhậu xíu ha. Được đó. Em nhớ dọn cho chị cái bàn gần anh chị hồi nãy. Rồi đi ra ngoài luôn đi, tôi dọn ra cho. Đi, có muốn nhậu không? Rủ nhậu thì đi đi, cứ nhìn. Chị Mừng. Hả? Bả mê trai thấy sợ luôn. Dọn dùm cái bàn, kế ảnh. Mê trai thấy sợ luôn, nổi da gà. Chị. Hả? Chị biết hết rồi hả? Vậy mà tôi cứ tưởng chị chưa biết gì chứ. Giờ tính sao đây chị? Tôi nói tính thôi, chứ mình tính được gì? Sợ hai đứa, đứa nào cũng cứng cỏi, bức bối cự cãi. Cứ cự cãi hoài chắc rã đám quá. Nè, vậy nghe, coi như bây giờ mình không biết gì đi, mình ăn Tết vui vẻ đi. Nhưng mà tôi với chị phải để ý, khi nào mà tụi nó hụt hạt á, mình canh me mình nhảy vô mình hòa giải liền. Vậy đi. Kiểu này Tết nhất gì nữa chị? Đó. Với cái bộ mặt này á, là lỗ ngay thôi. Bây giờ tôi với chị á, mình phải vui lên, mình phải khích tụi nó nữa chứ. Thấy không? Phải vui lên hả chị? Đúng rồi, phải khuyến khích lên cho tụi nó vui theo. Dạ. Nè, cười lên. Cười hai ba cười. Sướng quá. Sướng lắm hả chị? Phải cười tươi lên chút nữa. Hai ba. Cũng vậy à. Thôi kệ cũng được, vậy đi. Ha. Vậy đi ha chị. Lúc đầu mình cũng cười lên giống như mà không biết gì vậy. Dạ. Đúng không? Đó, bữa nay không say không về nha. Nè, đồ ăn tới rồi nè. Dạ. Ôi ôi, hấp dẫn chưa? Từ trong bếp đã nghe mùi rồi đó. Xạo quá. Nói về nấu ăn á hả? Mừng là số 1 á nghe. Nhất cái răng. Trời ơi, biết nịnh vợ quá ha.
Nè, vợ bạn, ngồi xuống làm ly với mấy anh em trong lớp tôi cho vui. Thôi, mọi người lâu lâu mới họp lớp, ngồi cho nó tự nhiên. Ý trời, ngại ngùng gì nữa không biết, người nhà không à. Sắp tới là vợ của bạn rồi, thì vợ bạn cũng như vợ mình thôi. Ừ, cái đó bậy, vui quá cái nó bậy à. Vợ bạn thì dĩ nhiên vẫn là vợ của bạn mà. Ngồi xuống làm ly. À, thôi để vô phụ bé Tu nấu thêm mấy món nữa. Mọi người ngồi chơi nha. Chơi đi. Ờ. Thôi, nâng ly nè. Vô. 2, 3. Vô. Chúc sức khỏe nha. Bao nhiêu năm rồi mà tụi mình còn được ngồi chung với nhau. Vậy là quý lắm luôn á nha. Tụi mình cứ như vậy hoài cho tới già tới chết luôn nha tụi bay. Thiệt cái tình luôn á, mới đó mà cũng được 20 cái bánh đét rồi chứ gì nữa. Nếu tính từ cái thời tụi mình bán cốc ổi mía ghim ở trên xe đỏ thì cũng gần tròn 20 năm rồi. Trời đó. Ơi, thiệt cái tình luôn á, nhắc cái nhớ kỷ niệm lúc thời thơ ấu liền. Hồi đó lâu mê bán cốc ổi mía ghim leo cái tọt lên xe đỏ, nó chở lên tới tuốt chợ đầu mối. Tụi này á đi kiếm mấy người quá trời mà kiếm không có ra. Biết sao không? Tại vì á, tôi bắt xe về lại rồi. Thiệt cái tình bà này luôn á. Đó ơi, lao vô vô, ngồi buồn xo vậy. Vô lấy viết coi. Vô. Vô. Nếu mà tính ra nha, trong lớp mình á, có thằng Long là thành công nhất, đúng không? Chứ gì lên nữa. Lên Sài Gòn ăn nên làm ra, lên trên đó mở công ty bất động sản, giờ nằm bất động cũng có ăn nữa đó. Đã quá trời luôn. Ê, đúng mày. Nhớ nhỏ nha, cái mặt đó là non nhất, trẻ nhất trong đám tụi mình luôn á. Mà không ngờ á, giờ lớn lên, lên xì phố, mặt dày dạn kinh nghiệm trải đời, gâu ghia gặm gạp, nhìn già khú đế mày. Doanh nhân thành đạt vậy không đó? Ừ, doanh nhân, xì phố, dân xì phố á. Đó. Nhưng mà ngẫm ra mai cũng thành công nè, cuối cùng có tao với mày là long bông thôi. Đâu phải có công ty làm giám đốc mới là thành công đâu. Quan trọng là được làm điều mình thích, vậy mới hay hơn chứ. Biết là vậy, nhưng mà phải làm gì cụ thể kìa. Nè, tính kiếm mơ vốn. Qua Tết lên trển làm lại để còn bằng lông nữa chứ. Ôi, nhiều khi á lên làm ăn rồi thất bại rồi mang nhục nữa. Ủa, sao nhất định phải lên trên thành phố? Nếu mà có khách á thì Điền ở lại đây làm vẫn được mà. À, cái vụ du lịch này hả? Điền cũng chỉ là cò con thôi à. Tại đang rảnh về quê ăn Tết. Ông chú hai ông dư khách á, ông sang quan miếng, rồi sẵn thấy quán bé Tư cũng đang trống nè, cái Điền dẫn khách qua. Ăn hoa hồng trên mỗi đầu người vậy mà, chứ đâu kiếm được nhiêu đâu. Đã làm thì phải tính lâu dài. Sao không chịu tính? Tính lâu dài sao hả? Tôi thấy làm thời vụ hay tính lâu dài gì á cũng thua hết thôi. Nè, thua là thua làm sao hả? Thì thua là thua chứ thua làm sao. Phân tích bài bản thì dài dòng lắm. Dạ. Nhưng mà nói tóm lại là tụi bay không có cơ sở từ ban đầu. Đất đai phòng ốc, vốn liếng nhân sự, chưa kể tới nguồn khách, tụi bay hỏng chân hết. Thua hả? Bây giờ nếu muốn á ra thuê đất mở thương hiệu riêng thì qua mai. Thôi, muốn vậy á tốn tiền dữ lắm, vốn liếng đâu làm. Chứ sao, tụi bay làm ăn phải có tiền chứ. Nè, vừa phải thôi nha, đừng tưởng dân xì phố về đây muốn nói gì nói nha. Chẳng qua nể mày thành công á, muốn nghe theo góp ý của mày thôi. Góp ý nãy giờ không có gì lọt tai hết à. Tao nói vậy là không lọt thôi. Mày thấy được á, nhưng mà làm homestay á phải kết hợp với tour mới hút được khách. Nhóm của Điền á có tính tới việc lịch trình sinh hoạt cho khách chưa? Đâu cần sinh hoạt gì đâu chị hai. Mình có sinh hoạt gì đâu, mình chỉ lo chuyện ăn uống cho khách thôi mà. Tụi bay làm ăn kỳ cục vậy, ít ra phải có lịch trình. Hoạt động cái gì khách nhìn vô, người ta thú vị người ta mới mua tour chứ. Làm vậy sao có khách? Mình đâu cần khách đâu. Ừ, cái thằng bé này làm ăn không cần khách, làm chi? Có khách đâu mà cần anh. Ừ. Thì dù sao mình cũng phải đợi khách bên anh Hổ đưa qua mà. Ủa, rồi sao vô đây làm chi? Đang trang trí cổng ngoài trước mà. Hết kẽm rồi. Anh Điền, hả? Cho em xin tiền. Bữa nay anh đi vội quá quên mang tiền rồi. Không ấy, em ứng ra giùm anh được không? À, dễ thương quá. Đi nhậu mà không đem tiền. Ừ. Tính là sáng giờ em làm việc thiện nguyện á ha. Ờ, thôi, hai có tiền nè. Nè. À, gần thiện nguyện nha. Ê mày, công nhận Mai có thằng em vui tính thiệt chứ. À, Mai có ý này nè. Sao tụi mình không làm kế hoạch riêng, độc, lạ, cho khách ăn Tết đúng nghĩa luôn. Biết là vậy đó, nhưng mà làm cái đó sẽ đụng chạm mất công lắm. Thì đâu có sao, mình trình bày với ảnh rồi mình cùng làm luôn. Hay đó. Người mơ mộng hợp tác với người không có nghề, thiệt thú vị ha. Ừ, làm đi rồi biết. Ờ, để Mai làm kế hoạch thử, rồi có gì đem qua